Nhà hoạt động Cuba ước đoán quốc gia cộng sản này sẽ cải cách sau cái chết của ông Chavez. Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất của Cuba là blogger Joanny Sanchez cho biết mạng xã hội và kỹ thuật công nghệ đã cho phép các nhà bất đồng chính kiến Cuba truyền bá thông tin dễ dàng hơn và ít có nguy cơ bị bắt giữ hơn. Cư dân Havana, 37 tuổi, đã tuyên bố trong khi nói chuyện tại Quốc hội Ibero-American về các mạng xã hội tại trung tâm Puebla của Mexico City. Cô Sanchez cho biết các blog, mạng xã hội và Twitter đã thực sự là một khám phá cho đất nước Cuba. Đây là những công cụ cho phép người dân Cuba không chỉ là truyền tải thông tin mà còn có thể nói lên quan điểm của mình về những tin tức bị kiểm duyệt. Các cổng thông tin điện tử, các tạp chí kỹ thuật số đã tăng lên nhanh chóng. Nếu phải in những tạp chí này bằng giấy, thì các biên tập viên sẽ bị xét xử vì tội tuyên truyền cho kẻ thù. Cô Sanchez đang thực hiện một chuyến du hành 80 ngày, đã được cấp hộ chiếu vào tháng 2 nhờ các cải cách xuất nhập cư của Cuba đã có hiệu lực trong năm nay. Cô đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế vì đã viết nhiều bài trên blog về cuộc sống ở Cuba, nhưng đã không thể nhận được các giải thưởng cho đến lúc rời được khỏi đảo quốc. Tại Puebla, cô Sanchez đã nói rằng cô tin rằng chính phủ Cuba sẽ không thể duy trì cùng một mức độ kiểm soát dân chúng trong tương lai. Một khi anh em Castro không còn nắm quyền, thì người kế nhiệm sẽ không có đủ uy tín đối với người dân để có thể cho phép họ kiểm soát đất nước. Ngày 25 tháng 2, ông Raúl Castro tuyên bố ông sẽ từ bỏ quyền lực sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình trong năm 2018. Cô Sanchez cũng đã nói rằng cô tin rằng cái chết của Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, sẽ buộc chính phủ Cuba thực hiện các cải cách, bởi vì Venezuela sẽ không còn trợ cấp và hỗ trợ kinh tế cho Cuba nhiều như khi ông Chavez còn sống. Và chính phủ của ông Raúl Castro rất cần các trợ cấp và hỗ trợ này để thực hiện các cải cách từ từ và hời hợt. Nhưng khi không còn trợ cấp này, ông Castro sẽ phải quay sang vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng khu vực tư nhân. Các nhà lãnh đạo của Cuba gọi những người bất đồng chính kiến là những lính đánh thuê phản động, làm việc cho Hoa Kỳ và những kẻ thù khác. Các bloggers của nhà nước thường xuyên nói rằng sự nổi tiếng quốc tế của cô Sanchez đã được ngụy tạo bởi các cơ quan tình báo Tây phương. Chuyến đi và trở về Cuba của cô Sanchez đang được theo dõi cẩn thận bởi các chính phủ và những người ủng hộ nhân quyền như là một bài kiểm tra đối với cam kết của chính quyền Cuba cho phép tự do du lịch.